Người dân dân lên đây nè. Dân này ở đâu nè? Đây nè, đây nè. Hồi xưa ở tuổi của con á, cô cũng bị mụn dữ lắm luôn á đây. Bị kiếm chị mụn mới học nghề mụn hay sao? Bị mụn có chục năm luôn á. Dạ hả? Ừ. Giờ da thì chúng con đâu có thẹo đâu, chị cũng hết thẹo. Trời ơi, biết bao nhiêu tiền đắp vô cái mặt nữa đó. Chứ làm đẹp cho ta và cái mặt mình xấu rồi ai tin. Đúng không? Mụn mà chị kịp thời nó cũng không ăn vô thịt mình sâu nó không dễ chị. Đúng rồi, mình con gái mình cũng quan tâm cái mặt hơn. Mà thời đó đâu có spa giống vậy đâu. Cái thời đại của mình đó là toàn đi kiếm mấy bà lăn băm chị không à, không có được hiện đại như bây giờ. Ai bày gì là chị nấy nữa đó. Hồi đó là sức thúc rượu không à. Rượu hả? Ừ. Tốn một mớ tiền phải phục hồi lại cái da. Da nó yếu á. Cố lên con, cố lên. Con là gia đình mọi người rất là yêu thương con. Thấy cục cán đồng tiền luôn. Rồi, rồi. Cố gắng ơi, cố gắng ơi.
Nhiều vào đây cô. Anh hai đang mình chích thuốc á, anh hai thì đau quá, không thấy anh hai đau không? Thấy không? Thấy anh hai đau không? Thấy báo cáo bác sĩ đang chích thuốc anh hai không? Bói chích thuốc không? Bói chích ra. Mẹ đang ngồi chị với mối nè. Nhiều đây cô coi. Đây là anh hai à nè. Là anh hai nè. Con thấy anh hai không? Cô đang chích thuốc cho anh hai á. Động viên anh hai à, anh hai sắp hết bộ rồi nè. Bữa ngày đầu tiên về á, nó anh hai chảy máu, anh hai đau quá. Thương anh hai à.
con. Rồi. Y cũng có bạn ở đây nhiều mà đúng không? Y học cái lớp 7, lớp 8 ở đây mà chị. Ừ.